anh em mua hàng thì anh em phải nhìn thấy củ nam châm rõ như ban ngày như thế này, loại 250, 350, 450 loại xịn. Đấy, chứ còn có một vài anh em cứ hỏi tại sao chúng tôi không đóng thùng kín mít cho loa tép. Đấy, như đôi triệu rưỡi đây chẳng hạn, nếu mà đóng thùng kín mít vào thì anh em không biết là nó là loại nào đâu. Đấy, loại 350 hay là loại 450, loại 250 hay là củ xịn, củ nhập khẩu thế nào anh em không biết được. Đấy, chúng tôi bán hàng nó phải rõ. Đấy, như củ đôi triệu rưỡi, đôi 1 triệu này chẳng hạn, củ nam châm xịn. Đấy, anh em phải nhìn thấy củ, cái quan trọng nhất là củ nam châm. Nếu mà chúng tôi đóng thùng kín mít vào đấy, anh em không phân biệt được nó là loại nào. Đấy, không biết là loại rẻ hay là loại đắt hay là loại củ cũ hay là loại như nào. Đấy, vì vậy bán hàng phải công khai như này, anh em phải nhìn thấy củ, nhìn thấy cái chất từ của nó thì mới phê. Đấy, loại nào nó ra loại đấy, chứ không mà đóng thùng kín vào ấy, thì là chỉ sợ về đến nó tay anh em nó có thể bị luộc củ hoặc là đánh cháo củ trên đường vận chuyển hoặc là như nọ kia, rất khó, anh em phải xem kỹ.